Hello mọi người, lại là Tenten đây. Bận quá, mới có chút thời gian làm video review cho mọi người xem một sản phẩm mới. Khác với mọi khi, toàn úp sản phẩm về thời trang, thì hôm nay mình review một sản phẩm về công nghệ. Sản phẩm lần này đơn giản thôi, là một chiếc USB 3.0, hiệu Kingston, có dung lượng 64GB. Giá gốc của nó là 236.000 đồng, giá mua trong đợt sale còn 195.000. Phí vận chuyển từ Sài Gòn ra miền Bắc là 43.620 đồng. Bên Shopee hỗ trợ 14.620 đồng phí ship, còn tặng kèm thêm một cái voucher giảm giá 19.500 đồng. Tổng chi phí cho cái USB này 204.500 đồng. Nhớ cách đây tầm chục năm, mình mua một cái USB dung lượng có 128MB, cũng đã hơn 100.000 rồi. Mà giờ bỏ tiền gấp rưỡi, có thể mua được một cái USB có dung lượng gấp 600 lần. Phải nói là công nghệ đã giúp giá thành giảm đi rất nhiều. Nhìn sản phẩm thì tổng quan, có thể nhận thấy hàng rất đầy đủ giấy tờ, nhãn mác. Có cả tem và phiếu bảo hành đi kèm, shop làm ăn rất chu đáo. Có vẻ như là hàng được sản xuất tại Thái Lan. Shop bảo hành cái USB này tận 5 năm đổi cái mới khi còn nguyên tem. Thiết kế cứng cáp và đẹp mắt, có nắp trực để bảo vệ đầu kim loại tiếp xúc. Có chống được nước không thì mình không rõ. Đọc qua một số thông tin thì mình chỉ quan tâm 3 thông số. 1. Dung lượng 64GB. 2. Tốc độ đọc sấp xỉ 100MB/s. 3. Tốc độ ghi sấp xỉ 10MB/s. Ngoài ra có thể kết nối với cổng USB 3.0 và 2.0. Hôm nay có chút rảnh nên mình cắm vào con laptop mini test thử luôn tốc độ, cũng như xem dung lượng có đủ như mình đặt không. Có thể nhiều anh chị em thắc mắc là tại sao USB 64GB mà cắm vào máy tính chỉ hiển thị có 57.6GB. Là bởi vì thông số thương mại, họ quy ước 1GB bằng 1 tỷ byte. Còn quy ước trong hệ máy tính thì 1GB bằng 1.074 tỷ byte. Chính vì thế 64GB trong hệ thương mại chỉ tương đương với 57.6GB trong hệ máy tính. Đây là một kiểu chơi chữ trong ngành thương mại, nên đôi khi hay gây lú cho người dùng. Test tốc độ ghi với con laptop mini có tốc độ chậm của mình, với một file video khá nặng, thì mình thấy tốc độ khá ổn, có lúc đạt mắc 10MB/s như thông số bao bì nói. Nói chung là hàng thế này ok rồi, ngoài ra còn một số thông tin khác chia sẻ bởi shop. Mình chụp hẳn bản mô tả lên, ai không kịp đọc có thể tạm dừng video để đọc hết nhé.